Sáng nay tại thành phố Thủ Dầu Một, Hội Phổi Việt Nam, Chi hội Phổi Bình Dương, Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học Hô hấp và Tim mạch tỉnh Bình Dương lần thứ nhất năm 2023. Tham gia thảo luận tại hội nghị có các chuyên gia đầu ngành tim mạch hô hấp của Việt Nam. Hội nghị khoa học là diễn đàn để truyền tải thông tin về các thành tựu khoa học kỹ thuật y khoa cũng như những kinh nghiệm thực hành, triển khai chăm sóc y tế nói chung và các chuyên ngành nói riêng, qua đó nâng cao trình độ và chất lượng các dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân nói chung và nhân dân Bình Dương nói riêng. Tại hội nghị, các chuyên đề y khoa được các chuyên gia trình bày như định hướng mới chuyên ngành phổi tiến tới chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam, đánh giá hiệu quả triển khai mô hình phối hợp y tế công tư tại Bình Dương năm 2022, thực hành viêm phổi và ứng phó với đề kháng sinh hiện nay, cập nhật điều trị tăng huyết áp, những lợi ích lâm sàng của thuốc chẹn beta giảm mạch, bệnh phổi mô kẽ, chẩn đoán điều trị quản lý, tối ưu thực hành điều trị thuốc cho bệnh nhân tăng huyết áp kèm đái tháo đường, đồng bệnh lao và đái tháo đường, mối đe dọa đến y tế công cộng và chương trình chống lao. Điểm đặc biệt của hội nghị là sự lồng ghép của hai chuyên ngành có mối quan hệ chặt chẽ cả về lý luận và thực hành lâm sàng, đó là hô hấp và tim mạch. Sự lồng ghép này sẽ cung cấp những kiến thức mới trong lĩnh vực tim mạch và hô hấp, giúp đội ngũ y bác sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, thông qua đó có những phác đồ điều trị hợp lý và hiệu quả.